Bạn từng gặp một người đàn ông vì không mua được vé máy bay mà tức giận quyết tâm mở hẳn hãng hàng không chưa? Nghe thì có vẻ như đây là câu chuyện về một tỷ phú giàu có. Nhưng thực ra đó lại là anh chàng nghèo đến mức từng phải quỳ lết khóc lóc ở sân bay chỉ vì không đủ tiền mua vé máy bay về thăm ông bố đang hấp hối. Maran sống trong thời kỳ mà những người trung lưu hoặc nghèo khó ở Ấn Độ không dám mơ tới việc được đi máy bay. Bởi vì ở đây phương tiện di chuyển này chỉ dành cho người giàu có mà thôi. Ngày hôm nay cô dâu cùng gia đình đến gặp Maran để xem mắt ấn định ngày cưới. Họ phải chen chúc trên những chuyến tàu hỏa chật hẹp rẻ tiền. Nhưng Maran lại bận nhảy nhót trong đám tang của một người đàn ông nghèo trong làng khiến bố mẹ cô dâu không hài lòng. Họ chê bai nhà trai nghèo quá không xứng với cô con gái có tới 20 người xem mắt của họ. Tuy nhiên cô gái này lại rất thật thà liền bảo 20 người đó đều từ chối cô khiến bố mẹ muối mặt. Đổi lại cô nàng tỏ ra rất hứng thú với việc Maran có ước mơ mở một hãng hàng không của riêng mình dù gia đình cô dâu chế giễu nam chính vì đó là một ước mơ viển vông. Cô cũng cho anh biết ước mơ mở một tiệm bánh nho nhỏ của mình chứ không quá hứng thú với việc lấy chồng. Đêm hôm đó cô gái lẻn ra bãi đất trống nơi Maran đang ngủ để tìm hiểu thêm về anh chàng. Thì ra bố của anh là một nhà giáo có ước mơ đem đường sắt về làng để người dân có cuộc sống khá hơn, nhưng ông chẳng biết làm gì ngoài ngày ngày nộp đơn kiến nghị lên chính phủ. Khi trưởng thành, Maran tụ tập một đám thanh niên vô công rỗi nghề ra đường ray bạo loạn để mong chính phủ chú ý và đặt nhà ga ở làng của họ. Trong một lần bạo loạn, người bạn Kali của anh bị đá ném suýt hỏng mắt khiến ông bố nhà giáo phải đối diện với sự mỉa mai của dân làng. Ông tức giận chửi thằng con báo thủ rằng việc gì phải vì chính nghĩa mà làm hại thân mình. Máu chó trong người nổi lên, nam chính cãi lại nên bị bố và cho không trượt phát nào rồi đuổi ra khỏi nhà. Tao có chết mày cũng đừng về nhà thắp hương. Vậy là Maran sống ở bãi đất trống từ đó rồi bằng nỗ lực tuyệt vời anh thi đậu vào trường không quân và còn nằm trong top 3 sinh viên xuất sắc nhất. Nhưng sĩ quan quản lý họ là ông Naiju lại không vừa mắt với những màn phá luật và luôn tỏ ra chứng khôn hơn vịt của Maran. Cũng chính ông ta đã khiến nam chính phải rời khỏi trường không quân. Dù rất ưng anh chàng máu liều nhiều hơn máu não này nhưng cô gái lại bảo cả anh và cô cần tập trung vào ước mơ của mình thay vì chuyện cưới hỏi. Vậy là cô gái trở về quê hương xây dựng tiệm bánh ngọt còn chàng trai vừa trồng chuối vừa chạy vạy vay vốn khắp nơi để thực hiện giấc mơ mở một hãng hàng không. Nhưng anh đã bị tới hơn 20 ngân hàng và quỹ đầu tư mạo hiểm từ chối vì ai ai cũng cho rằng kế hoạch của anh là điều bất khả thi. Thậm chí Maran còn tìm tới Naiju để xin giấy giới thiệu đi vay vốn nhưng bị ông ta nói thẳng một kẻ chuyên phá luật như anh thì chẳng làm được việc gì. Không từ bỏ, Maran bỏ ra 20.000 đô để mua một chiếc vé máy bay hạng thương gia nhằm gặp được Paresh, ông chủ hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ lúc bấy giờ. Trong lúc xếp hàng chờ lên máy bay, anh giúp đỡ chi cha nữ phóng viên của một tờ báo và được cô nhắc nhở rằng vị chủ tịch này không dễ tiếp cận. Trong khoang thương gia, nam chính chờ cơ hội tiếp cận Paresh và được ông ta cho phép trình bày ý tưởng. Giấc mơ mở hãng hàng không giá rẻ cho người nghèo của Maran bị chủ tịch đeo kính mỉa mai không tiếc lời. Với giọng thượng đẳng, ông ta nói thẳng rằng không muốn để người lao động nghèo bước lên máy bay của mình. Quá đáng hơn, ông ta sai người đuổi nam chính về khoang phổ thông khiến anh tức giận phản kháng. Paresh không nói nhiều cho hủy chuyến bay khiến Maran phải quay về trong thất vọng. Nhưng vừa rời máy bay, anh được Babu, chủ quỹ đầu tư SCI tìm tới gặp vì ông ta rất hứng thú với dự án máy bay giá rẻ. Anh chàng máu liều đưa ông đầu bạc đến một quán ăn bình dân rồi chỉ cho ông thấy bằng việc cắt giảm những dịch vụ không cần thiết họ có thể cung cấp vé máy bay rẻ hơn 10%. Thêm vào đó, việc thuê máy bay và tăng chuyến phục vụ họ có thể cung cấp nhiều vé máy bay hơn để thu lợi nhuận. Babu hẹn Maran tháng sau hãy đến văn phòng của ông để thuyết trình. Nhận thấy mùi thành công đã tới gần, nam chính mới tìm đến tiệm bánh để gặp lại cô gái mà anh muốn kết hôn. Nhưng cô ta nói đã 3 năm kể từ khi bàn chuyện cưới hỏi mà anh chẳng có chút động tĩnh gì nên cô đã kết hôn và có tới 2 đứa con rồi. Maran thất vọng nói anh đã dành 3 năm qua để chuẩn bị nền tảng tài chính, theo đuổi ước mơ đúng như cô nói vậy mà giờ đành ôm hận quay về. Nhưng thật ra Bonmi vẫn chưa kết hôn, cô chỉ giận dỗi nên nói thế mà thôi. Biết tin, nam chính vội tìm tới gặp cô và sẵn sàng chấp nhận những điều kiện cô đưa ra. Đám cưới được tổ chức ngay ngày hôm sau, vừa có vợ vừa chuẩn bị trở thành ông chủ hãng máy bay giá rẻ khiến Maran như bay trong hạnh phúc vì tương lai vô cùng rộng mở. Đúng hẹn, anh đến văn phòng của Babu và trình bày mọi kế hoạch từ cắt giảm giá vé ra sao, thuê máy bay ở đâu và sử dụng phi công như thế nào. SCI đồng ý hợp tác nhưng nam chính sẽ phải tự xoay vốn trong vòng 6 tháng vì quỹ này chưa kịp giải ngân, đồng thời anh cũng phải đến cục hàng không để xin giấy phép mở hãng. Ước mơ như nằm trong tầm tay khiến Maran càng hăng máu hơn, anh thế chấp tất cả tài sản cho một học trò cũ của bố mình để có vốn thuê máy bay trong lúc chờ được SCI giải ngân. Nhưng việc xin giấy phép từ cục hàng không lại không hề dễ dàng, suốt mấy tháng dòng xếp hàng chờ đợi Maran vẫn không thể gặp được người cấp phép. Điều này khiến anh máu liều cũng phải tuyệt vọng vì thời gian càng lâu chi phí càng đội lên. Thấy anh tội nghiệp, trợ lý của cục trưởng cục hàng không nói thẳng anh nên kiếm việc khác mà làm vì từng có người đợi đến 20 năm mà vẫn chưa được phê duyệt mở hãng hàng không mới. Trong lúc tuyệt vọng chờ đợi ở bến xe, anh vô tình biết ngày mai Tổng thống có cuộc phỏng vấn với báo chí. Maran lập tức tới tìm cô nhà báo Chicha và giả làm cộng sự của cô để được tiếp cận ngài Tổng thống.
nhưng đến cửa phòng họp vì không có giấy tờ xác minh thân phận phóng viên nên Maron bị bảo vệ túm lấy định tống cổ ra ngoài. Đến lúc này anh máu liều gào lên câu chuyện đau lòng của mình. Thì ra khi còn ở trường không quân, bố của nam chính hấp hối nên anh đã cố gom 6.000 đô mua vé về thăm ông lần cuối. Nhưng đến sân bay anh mới biết chỉ còn vé hạng thương gia nên anh đã quỳ gối khóc lóc cầu xin vay tiền để có thể về gặp bố nhưng không được. Maron đành phải thuê xe ô tô rồi chen chúc trên tàu hỏa cố gắng hết mức để có thể về nhà. Nhưng khi anh về tới nơi thì ông bố đã ra đi, thậm chí còn không kịp giờ làm tang lễ. Vậy là mối quan hệ của hai cha con đến khi ông bố đã lìa đời vẫn chưa thể hóa giải chỉ vì Maron không có đủ tiền mua vé máy bay. Bị mẹ chỉ trích nặng lời, thậm chí xua đuổi, nam chính chỉ biết quỳ xuống khóc lóc giải thích rằng anh không có đủ tiền mua vé máy bay chứ không phải muốn về muộn. Câu chuyện này khiến Tổng thống cảm động quyết định giúp đỡ anh và thế là hãng hàng không giá rẻ được thành lập. Nhưng điều này khiến Perez không hài lòng, ông ta không muốn mình bị xếp ngang hàng với người nghèo như Maron. Tên chủ tịch đeo kính gây áp lực khiến chính phủ vào cuộc xử phạt đơn vị cho anh thuê máy bay, điều này khiến họ buộc phải hủy hợp đồng cho thuê. Đây là cái tát cháy má dành cho anh máu liều vì không có máy bay đương nhiên hãng bay không thể hoạt động. Chất vấn cục trưởng cục hàng không dân dụng không được, Maron tìm tới Babu để xin vay thêm tiền đóng phạt cho bên thuê máy bay. Nhưng ông đầu bạc tiếp tục cho nam chính biết sự thật đau lòng là Perez chính là chủ đầu tư của SCI. Ông ta hạ lệnh cho Babu tiếp cận Maron khiến anh rơi vào nợ nần rồi phá sản khi hãng hàng không giá rẻ sắp được đưa vào vận hành. Tất cả hy vọng như đổ sụp trước mắt nam chính, anh điên cuồng lao đi tìm Perez để tính sổ nhưng bị bảo vệ tóm lấy rồi ném ra khỏi cửa. Đám bảo vệ ghì Maron xuống mặt đất trong khi tên chủ tịch đứng nhìn từ trên cao với ánh mắt mỉa mai khinh thường. Đó vẫn chưa phải là bi kịch cuối cùng, gia đình vợ biết nam chính thất bại còn ôm khoản nợ lớn đã không tiếc lời chỉ trích anh và Bonmi. Áp lực khiến hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại khiến Maron tức giận động thủ với vợ và đuổi cô đi. Đêm xuống khi bình tĩnh lại anh mới nhận ra sự quá đáng của mình và đi tìm vợ. Rất may cô đã không bỏ đi mà vẫn ở nhà chờ anh. Bonmi cũng cho anh máu liều biết cô đã mang thai, mâu thuẫn của vợ chồng được xóa bỏ. Sáng hôm sau nam chính bị một con chim sẻ lạc vào nhà đánh thức. Nhìn nó bay anh bỗng nghĩ ra nếu có những chiếc máy bay nhỏ và nhẹ hơn anh có thể tiếp tục ấp ủ ước mơ mở hãng hàng không giá rẻ. Vậy là nam chính đem ý tưởng này trình bày với một công ty sản xuất máy bay dân dụng của Pháp. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là giờ đây họ không có tiền vốn nên đành muối mặt mượn tiền của vợ. Nghe những lời này từ chồng, Bonmi im lặng rồi yêu cầu anh tiếp tục đưa mình đi giao hàng. Hạ cái tôi của thằng đàn ông xuống đầu gối để mượn tiền vợ nhưng gặp thái độ này khiến nam chính xót xa. Nhưng ngay sau đó Bonmi nói cô sẽ đưa cho anh nhiều hơn số tiền mà anh cần vì họ là vợ chồng, cô chỉ cần anh mở lời sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Về phía Perez sau khi phá hoại việc hợp tác của Maron cũng bắt đầu gặp phải những khó khăn riêng. Đến lúc này tên chủ tịch đeo kính mới phát hiện ra nam chính đã hợp tác với một công ty của Pháp để tiến hành việc vận hành hãng hàng không giá rẻ. Dù rất tức giận nhưng Perez có tiền nên không cần hoảng hốt, ông ta thao túng cục kiểm soát bay để không cho máy bay của Maron hạ cánh. Không hề biết điều này, nam chính vẫn đang tích cực đi kêu gọi vốn từ người thân. Mọi người đều sẵn sàng rút tiền tiết kiệm, bán thóc lúa thậm chí là đập heo đất để ủng hộ Maron. Thực ra tất cả mọi người đều có ước mơ được lên máy bay và họ ủng hộ anh vì anh chính là người đang chấp cánh cho họ. Không chỉ có đủ vốn, anh máu liều còn quyết định xây dựng những đường băng riêng cho máy bay của mình. Đó là những đường băng dân dụng từ thời chiến tranh hiện đang bị bỏ hoang. Anh cũng hợp tác với hãng đường sắt để được mở quầy bán vé giá rẻ để vé và hãng bay có thể tiếp cận tới người nghèo một cách rộng rãi. Về vấn đề phi công, anh quyết định sử dụng những phi công không quân đã về hưu vì tuổi hưu của họ là 57 nhưng phi công dân dụng thì có thể bay tới năm 61 tuổi. Vậy là mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất, giờ bay thử cũng đã đến nhưng máy bay của Maron cứ bay mãi trên bầu trời mà không được lệnh hạ cánh. Vì Perez đã thao túng cục trưởng cục hàng không dân dụng để không cho máy bay của Maron được hạ cánh trên đường bay quốc gia. Điều này khiến nam chính và nhân sự trên máy bay rất lo lắng vì nhiên liệu có hạn, nếu không thể hạ cánh đương nhiên sẽ xảy ra tai nạn. Anh máu liều không kiên nhẫn lâu hơn được đã chạy vào tháp điều khiển không lưu cướp lấy bộ đàm liên lạc với phi công yêu cầu hạ cánh xuống đường băng quân sự. Hạ cánh trong tình trạng khẩn cấp khiến phi công đồng thời là bạn thân của Maron gặp chấn thương khá nặng. Ngoài ra anh ta đang là sĩ quan của không quân nên cả hai đều bị đưa ra điều tra. Naiju chính là người đứng ra thẩm vấn cả hai. Dù trước đây không ưa nam chính nhưng giờ đây ông lại quyết định đứng ra trả tiền phạt cho anh và xác nhận họ không có mục đích khủng bố khi hạ cánh trái phép ở sân bay quân sự. Điều này có nghĩa là Naiju đã dùng uy tín thậm chí tương lai của mình để bảo vệ Maron. Đến lúc này ông sĩ quan khó tính mới nói trước đây luôn gây khó dễ cho nam chính vì với vai trò người quản lý ông không được để học viên của mình xảy ra sai sót. Nhưng ông cũng không phải là người xấu tính tư thù nên việc ông giúp đỡ anh là điều mà cấp trên làm cho cấp dưới. Nhờ sự giúp đỡ của Naiju, hãng hàng không giá rẻ sẽ được vận hành theo đúng kế hoạch của Maron. Giá vé rẻ cùng danh tiếng của hãng hàng không mà nam chính điều hành bắt đầu tiếp cận và nhận được sự ủng hộ từ người dân nghèo. Thông tin về Maron cùng hãng bay giá rẻ ngập tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến Perez vô cùng ức chế.
Cuối cùng ngày bay đầu tiên của hãng hàng không giá rẻ đã đến, nhưng máy bay vừa lăn bánh vào đường băng thì động cơ bốc khói khiến tất cả đều hoảng loạn. Anh Máu liều vội lao vào phòng điều khiển kéo phi công ra rồi tự mình điều khiển cho hủy cất cánh. Sự việc được truyền hình trực tiếp nên thất bại này của Marin lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Một số kênh kền báo mạng chỉ trích nam chính coi thường mạng sống của hành khách mà lơ là các quy định an toàn bay. Trong khi Marin đối diện với sự chất vấn của hàng tá phóng viên truyền hình thì vợ anh ở cách đó mấy bước chân trở dạ đi đẻ. Bonnie dù đau đớn vẫn ra hiệu cho chồng tiếp tục giải quyết rắc rối để mình cô tới bệnh viện vượt cạn. Giải quyết xong với đám phóng viên, anh Máu liều mới được đến bệnh viện thăm vợ con. Sau đó nam chính trở lại sân bay tự mình sửa chữa chiếc máy bay xảy ra sự cố và phát hiện ra cơ trưởng đã giở trò trong lúc tiếp nhiên liệu. Thế nhưng anh chỉ tìm đến hỏi ông ta cho ra lẽ chứ không yêu cầu chịu trách nhiệm. Điều này khiến viên cơ trưởng hổ thẹn nhận toàn bộ trách nhiệm về mình trong cuộc điều tra. Dù được kết luận rằng hãng hàng không không hề vi phạm các quy định an toàn nhưng uy tín của hãng đã giảm đi rất nhiều. Lúc này áp lực tài chính bắt đầu đè nặng lên vai Marin. Người dân cho anh vay tiền trước đây cũng có những động thái hoài nghi khiến nam chính thêm áp lực. Chủ hãng bay đối thủ của Paris đề nghị mua lại hãng bay của anh Máu liều với giá 160 triệu. Con số này giúp anh giải quyết gánh nặng kinh tế ngay lập tức và thậm chí còn phát tài. Thế nhưng Marin không đồng ý chỉ vì mục đích của anh là để người nghèo cũng được đi máy bay chứ không phải bán ý tưởng để kiếm tiền. Quyết định của nam chính chọc giận hai người bạn thân nhất. Họ tức giận vì anh phớt lờ ý kiến của họ, không quan tâm đến những khó khăn mà bạn bè đang gặp phải. Nhìn hai người bạn thân rời đi, Marin có chút hoài nghi nhân sinh và không khỏi thất vọng. Trở về nhà được vợ động viên, nam chính lấy lại tinh thần rồi lên đài truyền thanh chia sẻ về ước mơ và quyết tâm đem máy bay đến từng thôn xóm cho người nghèo, xóa bỏ ảnh hưởng của những kẻ giàu có đang áp đặt cuộc chơi trên bầu trời. Tài thao túng tâm lý của anh Máu liều quả nhiên ở trình độ thượng thừa nên người thân lại tiếp tục giúp đỡ anh bán vé. Nhưng đương nhiên Paris cũng không ngồi yên, hắn lên truyền hình chỉ trích độ an toàn của hãng hàng không giá rẻ. Hai đối thủ liên tục đáp trả nhau tạo thành một cuộc chiến truyền thông. Nhưng rồi chuyến bay tiếp theo của hãng hàng không giá rẻ vẫn tiếp tục được ấn định. Để không xảy ra bất cứ sự cố nào như lần trước, Marin thức liên tục 3 ngày liền canh chừng chiếc máy bay. Biết lính cũ của mình lo lắng điều gì, Naiju đã cử một tiểu đội lính không quân tới bảo đảm an toàn, tránh để Paris có cơ hội ra tay. Ngày bay đã đến nhưng chuyến bay từ Chennai đi lại chẳng có hành khách nào ngoài vợ và con của Marin. Không khí trên máy bay của phi hành đoàn vô cùng căng thẳng vì không có khách thì phục vụ ai, nam chính quyết định hủy chuyến bay dù tâm trạng hết sức nặng nề. Trên đường từ máy bay về, bao nhiêu cay đắng tích tụ từ lâu bùng phát khiến đôi mắt người đàn ông phong trần này ngập đầy nước. Anh cay đắng chấp nhận thất bại của mình, nhìn chiếc máy bay của hãng hàng không giá rẻ nằm im lìm trên sân bay tấp nập. Đúng lúc này, người bạn phụ trách hệ thống đặt vé chạy đến thông báo. Thì ra không phải người dân không ủng hộ chuyến bay giá rẻ mà do hệ thống đặt vé bị lỗi nên rất nhiều khách hàng của chuyến bay từ Chennai đi đã không được xác nhận đặt vé thành công. Còn lại các chuyến bay từ nơi khác đến Chennai đều đã kín khách. Biết người dân vẫn còn lòng tin và ủng hộ mình, Marin chạy như bay đến điểm đáp chuyến bay từ Madurai và Vijayawada tới Chennai vừa hạ cánh. Quả nhiên hàng loạt hành khách là dân nghèo từ các nơi đã hân hoan hạ cánh. Tất cả mọi người đều hạnh phúc vì được trải nghiệm chuyến bay giá rẻ nhưng an toàn. Đến lúc này nam chính chỉ còn biết bật khóc vì hạnh phúc trong sự chúc mừng và ủng hộ của mọi người. Mẹ ruột Marin cũng đến trên chuyến bay này, bà nức nở ghi nhận thành công của con trai. Ngay khi các chuyến bay tới Chennai đã hạ cánh thành công, Paris lập tức trở mặt gọi điện cho nam chính đề nghị hợp tác nhưng bị từ chối một cách phũ phàng. Vậy là sau bao nhiêu thất bại và sóng gió, Marin đã biến ước mơ được đi máy bay của người dân nghèo trở thành hiện thực. Thành công của anh không chỉ đạt được nhờ sự nỗ lực của bản thân mà còn nhờ được bồi đắp bởi sự tin tưởng, ủng hộ của vợ con, bạn bè và những người thân yêu nhất. Bộ phim cho chúng ta thấy con đường đi tới thành công nhất định sẽ phải trải qua vô vàn khó khăn và thất bại. Nhưng một khi bạn có ý chí đủ mạnh và có sự chuẩn bị đủ tốt, cả vũ trụ sẽ hợp sức để thành toàn cho bạn.